Bộ cậu đoán Thanh Trúc sẽ đi với mình sao? Cậu là thầy thuốc chứ đâu phải thầy bói đâu mà đoán trước được mọi chuyện. Thôi cậu đừng có gạt con. Chẳng phải tất cả mọi việc đều do cậu sắp đặt hay sao? Thì đúng là chuyện này do cậu sắp đặt, nhưng mà kết cuộc á là do sự lựa chọn của mỗi người. Cậu đâu có quyết định được. Thịnh nè. Dạ. Nếu như vợ con... Bình An không phải là vợ con. Ừ, không phải. Cậu nói lại nè. Nếu như Bình An một lòng một dạ đi theo chăm sóc cho con á, thì cậu tính rồi. Cậu sẽ khuyên con bỏ qua hết lỗi lầm của nó, đối xử tốt với nó sau này. Nhưng mà cuối cùng nó đã chọn bỏ mặc con, viện cớ ở nhà. Việc má ba của con chỉ định Thanh Trúc đi theo Âu cũng là do duyên phận của con và Thanh Trúc chưa có hết. Cho nên cậu sẽ là người không ủng hộ việc con buông tay để mặc cho Thanh Trúc đi lấy chồng. Vậy bây giờ cậu biểu con phải làm sao? À, Trúc hả con? Nãy giờ Trúc đi đâu vậy? Tôi rửa mặt ở sau hè. Con coi chừng thằng Thịnh giùm. Cậu xuống sau rửa mặt nghe con. Dạ cậu. Cậu Tư. Hai đứa nè. Bây giờ cậu Tư phải đi công chuyện, chắc ngày mai mới về. Tụi con ở đây á, có cần cái gì á thì cứ nhờ thầy ba. Thầy ba ít nói chứ thầy hiền lắm. Tụi con cứ tự nhiên. Dạ, cậu Tư yên tâm đi. Con ở đây chăm sóc được cho Dượng ba mà. Ừ. Thịnh nè, ở nhà ngoan, nghe lời mọi người nghe không? Con biết rồi, cậu cứ nói hoài vậy nè. Ừ. Thôi giờ cậu đi nè. Tôi đi nghe thầy. Thầy ơi, cái điếu này là điếu gì mà thơm quá vậy thầy? Với lại con thấy thầy hơ hơ, mình hơ như vậy có tác dụng gì không thầy? Chắc con từng nghe châm cứu để trị bệnh đúng không? Dạ, con có biết. Con có được châm cứu mấy lần? Cái đó là châm, còn cái này là cứu nè. Châm cứu có nghĩa là châm và cứu. Châm á, là người ta dùng kim châm, còn cứu á, là người ta dùng cái ngải cứu này đưa sức nóng vào các huyệt đạo. Hiệu quả của nó trong nhiều trường hợp á, còn tốt hơn phương pháp châm bằng kim. Chừng nào xong cái chân, ta sẽ hơ tiếp cái lưng cho cậu, rồi bốc thêm vài thang thuốc nữa. Về nhà cậu chịu khó sắc uống, trong vài ngày nó sẽ cải thiện, cậu dễ đi đứng hơn. Dạ. Chắc là em Trúc mệt rồi, đừng có đẩy nữa, mình dừng ở đây đi. Đâu có cái gì đâu, đó là công việc của tôi mà. Giúp cho người bệnh á sớm phục hồi chừng nào, tôi mừng chừng này. Thầy ba đây á, thầy đã cứu rất nhiều người mà thập tử nhất sinh rồi đó. Con mà chịu khó để thầy ba đi chữa. Vậy là đầu óc của Dượng ba bình thường, không hề ngớ ngẩn. Tốt quá, tốt quá rồi. Con cảm ơn thầy. Thịnh. Con cảm ơn thầy ba. Cảm ơn thầy chứ anh. Giỏi lắm con.
Nhưng tại sao Dượng ba lại phải gạt tất cả mọi người như vậy? Chắc chắn là phải có lý do hệ trọng thì Dượng ba mới phải làm như vậy. Nhưng mà lý do đó là gì chứ? Hay là mình cho Dượng biết là mình đã khám phá ra điều bí mật của Dượng? Sao bữa nay em Trúc lạ quá vậy? Bộ có chuyện gì hả? Chỉ là tôi thấy Dượng ba không khác gì so với hồi 2 năm trước hết. 2 năm trước? Lúc đó em Trúc với anh Thịnh có thân không? Có. Tụi mình thân với nhau lắm. Còn có nhiều kỷ niệm đẹp nữa. Vậy em Trúc kể đi. Kể kỷ niệm của hai đứa. Thật ra tôi cũng không nhớ được gì nhiều. 2 năm tôi không phải là thời gian dài, nhưng cả tôi và Dượng đều đã trải qua những biến cố lớn trong đời. Chúng ta đều đã đổi thay. Cả tôi và Dượng đều không còn là người của hơn 2 năm trước nữa. Nên kỷ niệm ngày xưa nhớ lại cũng không để làm gì hết. Dượng ba à, chuyến này về tôi định là sẽ về quê luôn. Không biết là có còn cơ hội để gặp lại Dượng nữa hay không. Vậy nên tôi muốn gửi gắm em gái của tôi cho Dượng. Em gái của tôi đã phải chịu nhiều thiệt thôi, vất vả. May mà bây giờ nó được làm vợ của Dượng. Tôi biết Dượng là người tốt, là người có trách nhiệm, cho nên tôi cũng phần nào an tâm. Tôi chỉ mong từ giờ cho đến cuối đời đứa em gái tội nghiệp của tôi sẽ được Dượng yêu thương và che chở. Ugh.